Bắc Bộ tiếp tục mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sáng sớm ngày 29 tháng 7, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì và gây mưa dông cho khu vực Bắc Bộ. Cục bộ có mưa to đến rất to mưa vừa, mưa to tiếp diễn ở Bắc Bộ đến ngày 31 tháng 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 29 tháng 7, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì và gây mưa dông cho khu vực Bắc Bộ. Cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa vừa, mưa to tiếp diễn ở Bắc Bộ đến ngày 31 tháng 7. Riêng khu vực Việt Bắc sáng sớm nay có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm trên 12 giờ, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chính quyền và người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm ngày 29 tháng 7, phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày oi nóng, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2 đến 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, cao nhất 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ha ha ha, 问什么的说